Lam Yên Vũ nói, cái này sinh thái chiến hạm là chuyện gì xảy ra? Lấy cái chết đi mạnh mẽ hồn thú thân thể làm chiến hạm bản thể sao? Thụ lão nhẹ nhàng gật đầu, cơ bản nguyên lý là như vậy, khác biệt hồn thú đều có không giống nhau năng lực, cái này ngân giáp đại bằng thân thể ban đầu không có khổng lồ như vậy, là chúng ta lợi dụng, chúng ta sinh mệnh học phái sinh vật khoa học kỹ thuật, đưa nó sinh mệnh năng lượng phóng to, đi qua thời gian dài đối với sinh mệnh năng lượng hấp thu ra của một chuyển hóa, mới biến thành hiện tại cái dạng này, dùng tới làm sinh thái chiến hạm vỏ ngoài. Mà sinh thái chiến hạm tất cả năng lượng, bao quát năng lượng phi hành, bao quát năng lượng chiến đấu thì đều là mô phỏng cái này bị phóng to hồn thú khi mà còn sống năng lực. Bởi như vậy, tại lựa chọn sinh thái chiến hạm xác thịt lúc đó, chúng ta cũng phải vô cùng cẩn thận phân biệt. Nghe thụ lão nói câu này, Lam Yên Vũ không khỏi giật nảy cả mình. Hắn mờ giờ mới hiểu được, nguyên lai sinh mệnh học phái sinh vật trình độ khoa học kỹ thuật vậy mà đạt đến trình độ như vậy, thậm chí có thể làm cho thi thể tiếp tục trưởng thành. Cái này cũng thật sự là đáng sợ. Đại Minh lúc này trầm giọng nói, sinh thái chiến hạm bản thân chỗ tốt lớn nhất ngay tại ở chỗ, nó cuối cùng là bị chế tạo ra về sau, không phải bằng lãnh cực kỳ, mà là một cái sáng tạo mà là thành sinh mạng thể, mà xem như người điều khiển liền là đầu của nó. Chỉ cần tự thân đủ mạnh, ít nhất là có được lĩnh vực cảnh tinh thần lực lượng, chỉ cần một cái tồn tại là có thể điều khiển ra một chiếc sinh thái chiến hạm. Thủ lão hai con người tỏa sáng rồi nói, sinh thái chiến hạm, tương lai tất nhiên là sẽ trở thành toàn bộ liên bang cao đoàn nhất chiến hạm một trong, bởi vì nó có được mạnh mẽ bất chướng và ngụy trang năng lực, chúng ta thậm chí có khả năng giữ lại hồn thú tiết kiệm tiền đặc tính, đồng thời thì bằng vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn của chúng ta sinh mệnh học phái nghiên cứu hướng đi, tới phóng to nguyên bản hồn thú thể năng lực, cho nên mỗi một chiếc sinh thái chiến hạm đều sẽ là độc nhất vô nhị, đều sẽ có đường thuộc về chính mình mạnh mẽ năng lực. Lam Yên Vũ nghe mà trợn tròn mắt há hốc mồm, hắn chính mình thì là tình chiến hệ chỉ huy học viện, lớp thực nghiệm tình chiến lớp trưởng, có thể cái này sinh thái chiến hạm lời giải thích này với hắn mà nói cũng vẫn như cũ là vô cùng mới lạ. Dùng hồn thú thân thể làm chiến hạm, cái kia chiến đấu là sẽ là cái dạng gì đây? Nhị Minh nói, sinh thái chiến hạm yếu thế lớn nhất ngay tại ở chỗ, bản thân của nó không chỉ là vô cùng linh hoạt, mà lại giống như là chiến hạm bên trong hồn sư, có được thuộc về mình năng lượng đặc thù. Chiến hạm bình thường chẳng quá là có được hồn thú đạo khí tiến công, người có thể tưởng tượng rằng chiến hạm có được hồn khí sẽ là cái dạng gì sao? Tinh tế chiến đấu đem đường tựa theo lấy sinh thái chiến hạm xuất hiện ra mà tiến vào đến vượt thời đại tiến bộ. Mạnh mẽ sinh thái chiến hạm có khả năng chấp hành chiếm hạm bình thường nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Mà lại sinh thái chiến hạm chỉ là dùng sinh vật khoa học kỹ thuật làm chủ, đối với tuyệt đại đa số tìm kiếm radar đều là miễn dịch. Phần lớn dò xét ra ra đều là nhiệt năng dò xét, kim loại dò xét, mà chúng ta sinh thái chiến hạm mặt ngoài không có kim loại, nội bộ kim loại cấu kiện cũng số lượng cực ít, hoàn toàn có khả năng thông qua tự thân dày mạng máu thịt che đậy kín, mà từ thân thể của ta nhiệt độ điều chỉnh có thể cho nó ủng hộ ra bất kỳ mong muốn nhiệt độ. Nhất đả động là miền vũ liên là cầu kia chiến hạm bên trong hồn sư, cái này thật sự là quá thú vị, có thể phóng thích ra hồn thú chiến kỹ chiến hạm. Thụ lão mỉm cười rồi nói, nương tựa theo lấy khoa học kỹ thuật phát triển, đường khoa học kỹ thuật dần dần là đi đến một cái đỉnh phong thời điểm, càng nhiều đột phá liên cần không qua kỳ dư dương liệu tự ảnh hưởng đến để hoàn thành. Cuối cùng đưa ra cái này thiết tưởng khí thế là đường môn, đi qua chúng ta có mới xâm la hồn thú nhất mạch thời gian dài nghiên cứu cùng với thăm dò, cuối cùng muốn có thành tựu. Trước mặt người chiếc này ngân giáp đại bằng chiến hạm, liền sẽ là xưa nay chưa từng có chiếc thứ nhất chiến hạm. Người cũng biết nơ tự theo lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, hồn sư tác dụng đang ở trong không ngừng bị suy yếu. Cho dù là thần cấp cường giả, đối mặt với tàu chiến đấu chữa trở lên cấp bằng mạnh mẽ chiến hạm, cũng chỉ có thể là đi đường vòng mà đi. Mặc dù các hồn sư nội bộ còn đang nói, mạnh mẽ đấu khải sư bởi vì thân thể mà thể tích nhỏ, có thể chấp hành rất nhiều chiến hạm vô phương chấp hành nhiệm vụ, nhưng mà người sáng suốt đều nhìn ra được, nương tựa theo lấy vũ trụ chiến hạm cường thế tồn tại, hồn sư thật sự đã xa còn lâu mới có được như trước kia trọng yếu như vậy, cho dù là một tên người bình thường, cũng đồng dạng có khả năng đảm đương quan chỉ huy chiến hạm, hồn sư chỉ có thể là diệt hòa trên gấm mà thôi.
Thế nhưng mà đổi tại chúng ta sinh thái chiến hạm tới nó thì không giống nhau. Chúng ta sinh thái chiến hạm bản thân lực lượng cực kỳ cường đại, mà lại vô cùng cá tính hóa, gần như không có khả năng chế tạo ra hoàn toàn tương tự sinh thái chiến hạm, mà muốn trở thành sinh thái chiến hạm quan chỉ huy, vậy thì nhất định là phải muốn có được siêu cường tinh thần lực lượng cùng với hồn lực, bằng không thì căn bản là không có cách nào trở thành sinh thái chiến hạm đại não. Bởi như vậy, sinh thái chiến hạm quan chỉ huy nhất định là phong hào đấu la dùng thượng tầng tu vi, đồng thời tinh thần lực lượng muốn đạt tới linh vực cảnh mới được. Cái này nhập môn ra môn hãm sẽ đem tuyệt đại đa số người đều bài trừ ra ở bên ngoài, mà tại hồn sư đỉnh cấp cường giả phương diện, còn có ai so với chúng ta học viện sử lại khác càng nhiều đây, cho nên tương lai sinh thái chiến hạm sẽ là chuyên thuộc về học viện chúng ta, đường môn của mới xâm la tinh hồn tú tam phương, người khác coi như là mong muốn phục chế khắc tạo ra cũng căn bản là không thể nào. Làm nhiệm vụ lúc này trong lòng đã tràn đầy rung động, nhưng không được sự nói, ta có thể nhìn một chút cái này sinh thái chiến hạm lúc tác chiến về sau dáng vẻ không? Đại lão, Đại Minh lúc này lắc đầu rồi nói, bây giờ còn chưa được, ngân giáp đại bằng đã cơ bản chế tạo thành, chúng ta sẽ mang theo nó bí mật đi tới ngoài không gian tiến hành sau một quãng thời gian khảo thí. Dùng khảo thí nó có hay không thích hợp vũ trụ tinh không cường độ cao chiến đấu, lớn như có thể làm mà nói, như vậy chúng ta sẽ đối với sinh thái chiến hạm tiến hành ra đại lượng sản xuất. Nhưng người biết được cái này một chút là bởi vì thân phận của người khác biệt, tương lai người cũng tất nhiên sẽ trở thành sinh thái chiến hạm kế hoạch một phần tử, thậm chí có thể trở thành một chiếc sinh thái chiến hạm quan chỉ huy. Nói đến đây, Đại Minh mỉm cười rồi nói, mặc dù ngân giáp đại băng không có cách nào cho người nếm thử, nhưng ta chuẩn bị cho người một phần lễ vật. Tại sinh thái chiến hạm bên trong, cũng có thể là dựa theo thể thích không cùng để đi phân biệt cấp bậc khác nhau. Nhưng cấp bậc này cùng với chiến hạm liên bang khác biệt ở chỗ, thể tích lớn sinh thái chiến hạm nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì có thể phóng thích xa cùng với chứa đựng năng lượng càng nhiều, mà thân thể của nhỏ chiến hạm lại cũng chứa chắc nền nhỏ yếu, bởi vì chúng nó cũng có thể là có đường thuộc về chính mình hồn kỹ. Lam Minh Vũ đột nhiên chen lời rồi nói, Đại Minh tiền bối, ta có một vấn đề, cái kia sinh thái chiến hạm lớn như không giống với sĩ vãng chiến hạm, nó động lực nguyên lai là cái gì? Vẫn là đơn thể chỉnh hướng về tuần hoàn nguồn suối hạch tâm trận liệt sao? Đại Minh nói, cái này cũng không có khác nhau lớn gì, dù sao thì chúng ta bây giờ còn tìm không thấy tốt hơn vật thay thế, nhưng ở sử dụng nó làm động lực nguyên đồng thời, chúng ta gia nhập càng nhiều trước vào sinh vật khoa học kỹ thuật, đem đơn thể chỉnh hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm chuyển hóa sẽ là một loại có khả năng bị chúng ta sinh thái chiến hạm lợi dụng sinh mệnh năng lượng. Cho nên chúng ta mới nói, chiến hạm của chúng ta kỳ thật càng sống là một cái sinh mạng thể. Làm Minh Vũ hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng kinh ngạc tán thán. Đây chính là muốn cường đại cỡ nào sinh thái khoa học kỹ thuật năng lượng mới có thể chế tạo ra chiến hạm như vậy. Chẳng qua là ở trong lòng của hắn vẫn là có chỗ nghi ngờ. Cái này sinh thái chiến hạm chế tạo ra, thật sự liền so với như thường chiến hạm mạnh hơn nhiều sao? Đúng vào lúc này, Đại Minh vùng tay lên, một đạo lục sắc hào quang ở bên người nổ lên. Làm Minh Vũ theo bản năng nhìn lại, lập tức khiếp sợ há to miệng. Đó là một con chim, một đầu Làm Minh Vũ hết sức quen thuộc chim, cái kia được xưng là hồn thú thế giới sát thủ tồn tại, thân thể tuy nhỏ mà lại cực kỳ cường hãn, có được cường tính công kích tồn tại, Thúy Ma Điểu. Chẳng qua là trước mắt cái này Thúy Ma Điểu thật sự là quá lớn, so với bình thường Thúy Ma Điểu thân thể lớn hơn đâu chỉ là gấp trăm lần. Bình thường Thúy Ma Điểu lớn nhất thân dài cũng bất quá là một thước, tu vi thấp một chút mới là lớn chừng bàn tay, nhưng mà trước mắt cái này chỉ Thúy Ma Điểu, thân dài lại vượt qua 3 mét, toàn thân xanh biếc óng ánh, một đôi đỏ con mắt như đá quý phảng phất còn có hung quang lấp lánh, hai cánh bày ra tại thân thể hai bên, cùng với thân dài không kém bao nhiêu, thật sự là Thúy Ma Điểu quá lớn. Đại Minh tiền bối, chẳng lẽ cũng đúng thế thật? Làm Minh Vũ giật nảy cả mình mà nói. Đại Minh nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, tiến hành sinh thái chiến hạm chế tạo, nhưng thật ra là cần tiêu hao hàng loạt sinh mệnh năng lượng, cho nên chúng ta lựa chọn thời điểm đó sẽ đặc biệt cẩn thận. Nhưng không thể nghi ngờ, càng là mạnh mẽ hồn thú, thi thể bị chế tạo thành sinh thái chiến hạm chỗ có thể phát huy ra uy năng cũng lại càng lớn. Bởi vì sinh thái chiến hạm đặc điểm lớn nhất, lấy chính là nó có khi còn sống bộ phận năng lực. Cái này Thúy Ma Điểu là chúng ta trước kia nếm thử, là một đầu qua đời 3 vạn năm tu vi Thúy Ma Điểu. Nó cơ hồ chính là Thúy Ma Điểu có thể đạt tới tuổi tác hạn mức cao nhất. Người cũng biết Thúy Ma Điểu tại hồn thú bên trong có sát thủ xưng hào, một khi phát hiện ra sự xuất hiện của nó, cơ hồ hồn thú cũng sẽ hợp nhau tấn công, càng không có khả năng để cho nó đột phá đến 10 vạn năm. Thúy Ma Điểu cũng không hiểu là vì cái gì là ẩn nhẫn, nó không thể rời bỏ sát lực, cho nên có thể sống đến 3 vạn năm,
thật là vô cùng không dễ dàng. Chúng ta dùng sinh thái khoa học kỹ thuật đối với nó tiến hành tăng lên, từ đó biến thành chiếc này nhỏ nhất loại sinh thái chiến hạm, chỉ có thể ngồi một người. Mặc dù thể tích của nó so với chiến cơ còn thì là nhỏ hơn nhiều, nhưng ta vẫn như cũ nguyện ý xưng cho nó là làm chiến hạm, bởi vì chiến cơ căn bản không xứng cùng với nó so sánh. Hiện tại ta tặng nó cho ngươi, tại ngươi có thể bảo đảm không bị bất luận cái gì người phát giác ra tình huống dưới, có thể đối với nó tiến hành ra điều khiển nếm thử, theo mà đối với sinh thái chiến hạm bắt đầu quen thuộc, bởi vì thể tích của nó rất nhỏ, linh nguyên cảnh tinh thần lực lượng điều khiển cũng không thành vấn đề, ngươi có thể vẫn là cấp độ này tinh thần tu vi.